chào quý ông bà cô chú và các bạn đến với kênh Buôn Miền Tây. Hôm nay á, mẹ em mua được con cá cha quá trời ngon luôn rồi nè cả nhà. Cá này á là nhà em bữa hôm nay là sẽ làm món cá cha kho lạc nha. Chút nữa em sẽ đi hái rau muống để bóp gỏi á, bóp gỏi chấm với cá kho lạc này rất là ngon luôn á. Bây giờ em sẽ đi làm con cá này nha, rồi em sẽ đi hái rau muống nữa. Bây giờ cá em á cũng đã làm xong rồi nè, bây giờ em sẽ ướp cá nha. Em để cá qua bên này. Đây là tỏi với hành, đường với bột ngọt em đã làm sẵn hết rồi. Bây giờ em để vô cá em ướp. Với em cho một chút xíu nước mắm. Đây là hũ nước màu. Nước màu mẹ em thắng nhà. Sẽ trộn cá lên cho nó đều, cho nó thấm á, khoảng chừng 15-20 phút á em kho. Hôm nay mẹ em đi đám cưới quê rồi, ở gần sớm á, rồi em ở nhà em làm đồ ăn. Ông ba với Dượng Sáu thì cưa cây nó hơi có tiếng ồn chút xíu, cả nhà thông cảm giùm em nha. Cưa cây quá trời cực luôn, nhiều khi gốc cây to đi đường xa này kia nữa không ai chịu làm với ba em chứ có Dưỡng Sáu làm mà. Rồi nhiều khi á ai á có rảnh thì tiếp ba em chút đỉnh, tại vì biết không, ba em á cưa cây á ăn tiền công á quá rẻ đi, bởi vì không có tiền nhiều quá. Ba em làm á chỉ đủ tiền chợ á, ăn qua ngày thôi chứ không có dư cả nhà ơi. Nhiều khi có, nhiều khi không nữa. Rồi cưa lại kia bậy bạ kiếm tiền chợ. Ba em á nhiều khi á cưa thấy nhà nào khổ quá ba em lấy tiền xăng lại không à. Rồi em ướp cá để đây khoảng 15 phút em sẽ bắt lên em kho nha. Bà nội đi đám cưới.
đưa một miếng đây. Mạnh lên, mạnh lên. Nè. Cá em đã ướp 15 phút rồi. Bây giờ em sẽ bắt lên bếp lò nha. Em kho cho thịt cá này à, nó săn lại nó thấm với gia vị với nước màu á. Rồi em sẽ đổ vô thêm miếng nước nữa là em kho tới khi nào chín rồi các em nêm nếm lại là xong, cho vừa khẩu vị của gia đình mình đó cả nhà. Chuyện sáu ăn cơm. Cá của em đã chín rồi nè, giờ em đang dọn bàn ra ăn cơm á. Dĩa rau muống, bớt sỏi nè, có em có bầm xài vô trong đây nữa, với bông súng, dưa leo, chuối chát. Rồi em chuẩn bị ăn cơm nha cả nhà. Mời ăn cơm. Mời ăn cơm cả nhà ơi. Cắm này là em. Dạ. Con này. Cá kho hành vô hổm này. Mua cải vô hổm đó. Dạ. Cắm nó ngon. Em mời cả nhà ăn cơm với ba em với dưỡng sáu em nha cả nhà. Hôm nay nhà em ăn cá cha kho lạc với bông này muống súng với lại xài á. Em trộn lẫn với nhau á, em ăn gì nè, em bóp sỏi á, ngon lắm cả nhà ơi, vừa chua chua ngọt ngọt. Má bụng nè ba. Để nè, để ăn đi. Dạ. Mời cả nhà ăn miếng cá cha với em. Có điện thoại thôi, điện thoại à. Quan nhất, quan nhất chứ. Quan sao? Chết bệnh vững. Nóng chết tuột. Đúng rồi. Bữa nay cửa hút cay quá trời bự luôn mà. Đúng. Đúng. Cây bự cơ là cơ ra là một khối là được chín tóc cây rồi. Dạ. Bữa nay là mà mẹ đi đám cưới. Cá cha con kho. Đi được rồi. Dạ. Đi ăn được rồi.
nhất rồi. Ăn nhiều mới có sức vào. Làm nặng quá trời nặng à. Hồi nãy cái ông đó là à, nãy ông lại là ông đó ông cưa đó hả bà? Ừ, video này ngon quá trời ngon rồi cả nhà ơi. Ba em á, ví dụ sáu á làm á cái việc nặng quá vô đó bụng, ba em ăn nhanh lắm nên video á có nhiều khi á nha, ba em ăn rồi ba em đi ra cả nhà thông cảm nha, tại vì không có ăn ngồi ăn chung với em được, tại em ăn chậm rồi ba em ăn nhanh để tranh thủ nghỉ ngơi á, với lại xong rồi cưa cây kịp cho người ta cả nhà. Bởi vì cả nhà thông cảm giùm em nha. Bữa cơm hôm nay rất là ngon luôn á, tại vì có cái món này nè, gỏi này nè, trộn có xài á, nó có chua chua á, em có dặn chút xíu á, miếng đường á chua chua ngọt ngọt rất là ngon, ăn với cái món này á nó là thích hợp lắm. Vậy sao nãy dặn mấy chén rồi vậy sao? Ba chén rồi đó. Ba em ăn là ba bốn chén là ba em nhanh lắm, em chưa ăn hết nữa. Video của em đến đây cũng xin kết thúc nha cả nhà, tại vì sáu cũng ăn hết chén đó là con gọn của mình nên em mà cả nhà thấy cả nhà nhớ ủng hộ đăng ký kênh cho em một like nha cả nhà, đừng em có động lực ra những video tiếp theo nha cả nhà, đừng cải thiện cuộc sống cho gia đình em cho ba với đỡ cực á cả nhà, làm việc quá trời nặng rồi. Chào tạm biệt cả nhà nha.